Hello, xin chào quý khách hàng. Hôm nay bên Liêm có về cái gọng Titan của Silania. Titanium AB ha. Đây là một cái kính Titan rất là đẹp. Mọi người xem cái ngoại hình ha. Cả hai bên. Quay quay đây là cái càng Titan dẻo nha. Mọi người coi cái càng Titan dẻo. Rất là nhẹ ha. Rất là nhẹ. Rất là nhẹ. Rất là đẹp nha. Về mũi thì có logo của theo gọng kính luôn ha. Coi cái thông số đây, Titanium AB theo tiêu chuẩn châu Âu nha. Rất là đẹp. Mọi người coi cái chi tiết cái càng kính ha, rất là đẹp. Titan dẻo ha. Đây cho một cái titan rất là nhẹ và cái bản rất là thuần, mình rất là dễ mang trên khuôn mặt. Nhất là những ai làm công việc ngoại giao văn phòng thì một cái kính rất là đẹp thì nó sẽ rất là dễ làm cho mình tự tin khi giao tiếp với khách hàng ở bên ngoài ha. Đấy. Đó. Titan rất là đẹp nha. Đấy. Rất là êm dịu và rất là nhẹ luôn. Đó. Rồi, vậy thì em đã giới thiệu xong về cái gọng kính này. Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khách nha.